Hello cả nhà, bên em tiếp tục về dòng sản phẩm robot bụi thương hiệu iRobot Zone 3. Thì là bên em về được dòng đầu 8 và đầu 9 các bạn nhé. Đấy, dòng đầu 8 thì có model 880 đây, thì model 880. Còn đầu 9 có dòng 960, 964, 970, 970 màu xanh ngọc đây. Đấy, 960 hoặc là 969 thì cái màu ghi xám này. Đấy, và 980 là màu xanh màu gọi là màu sẫm màu này các bạn nhé, là 950 đây. Đây thì chọn bộ sản phẩm bên mình vẫn bao gồm cho em một body máy này, sạc 220V, đấy, một tường ảo, hai chùa lùa và thêm cho em một màng lọc HEPA này anh em nhé. Đấy, tất cả bên mình đã vệ sinh sạch sẽ, thời gian sử dụng pin là tầm 1 tiếng 30 phút các bạn nhé. Máy tự động máy đốc sạc khi các bạn hết pin hoặc là nhà sạch cho anh em. Dòng model 960 thì mình cũng thường xuyên lên sóng tất trả cho anh em rồi. Thỉnh thoảng mình sẽ lựa những em đời sử dụng thời gian sử dụng rất ít, tầm 100 giờ đổ lại anh em nhé. Đấy, và giai đoạn update trung bình tầm 18, 19 hoặc thỉnh thoảng có 20. Đấy, với thời lượng thời gian sử dụng dưới 100 giờ thì anh em yên tâm. Máy còn rất là chất, êm ái và hình thức đẹp tầm 90% anh em nhé. Đấy, mình quay lướt nhanh cho anh em thôi. Còn em cần chi tiết thì sẽ báo mình sẽ chụp ảnh quay ra thực tế luôn cho em. Đây nha. Bạn nhìn này. Đấy, lướt qua luôn cho anh em. Đấy, anh em cần sản phẩm thì cứ alo 0979665264. Đấy, video này mình sẽ giới thiệu qua luôn cho em thôi. Còn em muốn chi tiết thì mình sẽ quay thực tế và chụp ảnh ở Zalo luôn cho mọi người. Các bạn nhé, cho nó dễ. Tất cả các sản phẩm bên bảo hành cho anh em máy pin 3 tháng anh em sử dụng. Ok, lướt nhanh cho các bác thôi. Còn anh em cần thì alo. Mình sẽ quay video và chụp ảnh thực tế cho mọi người. Ok, chào cả nhà ở những video sau.